quyển 26, thứ 13, thành Phản Địa, phần 2 của Du Giả Xứ, thứ 1. Hỏi trong phần Xuất Ly Địa ở trước đã nêu ra đã khai thị. 1. Có bao nhiêu phẩm loại Bồ Đặc Giả La năng chứng xuất ly? 2. Sao gọi là kiến lập Bồ Đặc Giả La? 3. Sao gọi là sở duyên? 4. Sao gọi là dạy trao? 5. Sao gọi là học? 6. Sao gọi là tùy thuận pháp học? 7. Sao gọi là hoại du-già? 8. Sao gọi là du-già? 9. Sao gọi là tác ý? 10. Sao gọi là việc làm của thầy du-già? 11. Bao nhiêu loại thầy du-già? 12. Sao gọi là tu du-già? 13. Sao gọi là quả tu? 14. Có bao nhiêu loại môn khác của Bồ Đặc Giả La? 15. Có bao nhiêu loại Bồ Đặc Giả La? 16. Có bao nhiêu loại nhân duyên kiến lập Bồ Đặc Giả La? 17. Có bao nhiêu loại ma? 18. Có bao nhiêu loại việc làm của ma? 19. Sao gọi là phát khởi hướng đến không có kết quả? Ốt Đà Nam nói các Bồ Đặc Giả La kiến lập sở duyên lại, học tùy thuận học pháp, hoại du-già tác ý, thầy du-già làm tu, quả môn số thủ thú, nhân mà sự không quả, đây đều sẽ rộng nói. 1. Phẩm loại Bồ Đặc Giả La năng chứng xuất ly. Bồ Đặc Giả La có 28 phẩm loại sai khác năng chứng xuất ly. Sao gọi là 28 loại? Là Bồ Đặc Giả La độn căn, lợi căn, tham tăng thượng, sân tăng thượng, si tăng thượng, mạng tăng thượng, tầm tư tăng thượng, được bình đẳng, có tánh trần mọc, hành hướng trụ quả, tùy tín hành, tùy pháp hành, tín thắng giải, kiến trí thân chứng, nhiều nhất 7 lần trở lại hữu, ra ra, nhất gian, trùng bát niết bàn, sành bát niết bàn, không hành bát niết bàn, có hành bát niết bàn, thượng lưu thời giải thoát, pháp bất động, tuệ giải thoát, đủ phần giải thoát. 1. Sao gọi là Bồ Đặc Giả La độn căn? Như có Bồ Đặc Giả La bị căn ám độn đối với các việc sở trì, chuyển vận chỉ độn, chuyển vận yếu kém. Như trước đã nói, nên biết lại Bồ Đặc Giả La đây lại có hai chủng tướng. 1. Từ xưa đến nay chủng tánh vốn sẵn độn căn. 2. Vì chưa khéo tu tập các căn. 2. Sao gọi là Bồ Đặc Giả La lợi căn? Như có Bồ Đặc Giả La thành tựu căn tánh thuộc lợi đối với các việc sở trì, chuyển vận không chỉ độn, chuyển vận không yếu kém như trước đã nói, nên biết lại Bồ Đặc Giả La đây cũng có hai chủng tướng. 1. Từ xưa đến nay chủng tánh vốn sẵn lợi căn. 2. Đã khéo tu tập các căn. 3. Sao gọi là Bồ Đặc Giả La tham tăng thượng? Như có Bồ Đặc Giả La ở trong các kiếp sống trước, ở nơi phiền não tham đã tích đã tập, đã nhiều tích tập, do nhân duyên đây trong đời hiện tại, ở nơi những việc yêu thích liền phát khởi lòng tham mãnh lợi, phát khởi lòng tham lâu dài, đây gọi là Bồ Đặc Giả La tham tăng thượng. 4. Sao gọi là Bồ Đặc Giả La sân tăng thượng? Như có Bồ Đặc Giả La ở trong các kiếp sống trước, ở nơi phiền não sân đã tích đã tập, đã nhiều tích tập, do nhân duyên đầy trong đời hiện tại, ở nơi việc oán ghét liền nhanh chóng phát khởi tâm sân mãnh lợi, phát khởi tâm sân lâu dài. Sao gọi là Bồ Đặc Giả La sân tăng thượng? Đây gọi là Bồ Đặc Giả La sân tăng thượng. 5. Sao gọi là Bồ Đặc Giả La si tăng thượng? Như có Bồ Đặc Giả La ở trong các kiếp sống trước, ở nơi phiền não si đã tích đã tập, đã nhiều tích tập, do nhân duyên đây trong đời hiện tại, ở nơi việc ngu si liền phát khởi lòng si mãnh lợi, phát khởi lòng si lâu dài, đây gọi là Bồ Đặc Giả La si tăng thượng. 6. Sao gọi là Bồ Đặc Giả La mạn tăng thượng? Như có Bồ Đặc Giả La ở trong kiếp sống trước, ở nơi phiền não mạn đã tích đã tập, đã nhiều tích tập, do nhân duyên đây trong đời hiện tại, ở nơi việc kiêu mạn liền phát khởi mạn mãnh lợi, phát khởi mạn lâu dài, đây gọi là Bồ Đặc Giả La mạn tăng thượng. 7. Sao gọi là Bồ Đặc Giả La tầm tư tăng thượng? Như có Bồ Đặc Giả La ở trong kiếp sống trước, ở nơi phiền não tầm tư đã tích đã tập, đã nhiều tích tập, do nhân duyên đây trong đời hiện tại, ở nơi việc tầm tư liền phát khởi tầm tư mãnh lợi, phát khởi tầm tư lâu dài, đây gọi là Bồ Đặc Giả La tầm tư tăng thượng. 8. Sao gọi là Bồ Đặc Giả La được bình đẳng? Như có Bồ Đặc Giả La ở trong kiếp sống trước, tuy ở nơi tham sân si mạn tầm tư không tích, không tập, không nhiều tích tập, nhưng ở nơi các pháp kia chưa thấy quá hoạn, chưa say nhàm chán hủy hoại, chưa khéo nghiệm xét tìm tòi, do nhân duyên đầy, ở nơi việc yêu thương oán ghét ngu muội, kiêu mạn tầm tư, không phát khởi tham mãnh lợi, không phát khởi tham lâu dài, nhưng ở nơi các việc kia tham vẫn còn lưu chuyển hiện hành, tham đã như vậy thì sân si mạn tầm tư cũng lại như thế, đây gọi là Bồ Đặc Giả La được bình đẳng. 9. Sao gọi là Bồ đặc giả la có tánh trần mọc, như có Bồ đặc giả la ở trong kiếp sống trước, ở nơi phiền não tham không thích không tập, không nhiều tích tập. Đối với phiền não tham kia, kham năng biết chúng có nhiều quá hoạn, thường phát khởi nhàm chán vì hoạn, khéo nghiệm xét tìm tòi. Do nhân duyên đầy trong đời hiện tại, ở nơi các việc yêu thích gặp duyên hiện tiền, hay các cảnh mỹ diệu tột bậc, tâm khởi tham vì tế. Còn ở trong cảnh bình thường hoặc cảnh xấu kém, tâm tham hoàn toàn không khởi. Tham đã như vậy thì sân si mạng tầm tư cũng lại như thế. Đây gọi là Bồ đặc giả la có tánh trần mỏng. 10. Sao gọi là Bồ đặc giả la hành hướng? Là Bồ đặc giả la hành theo 4 hướng. Những gì là 4? 1. Hướng đến quả dự lưu. 2. Hướng đến quả nhất lai. 3. Hướng đến quả bất hoàn. 4. Hướng đến quả A-la-hán. Đây gọi là Bồ đặc giả la hành hướng. 11. Sao gọi là Bồ đặc giả la trụ quả? Là Bồ đặc giả la trụ 4 quả. Những gì là 4? 1. Trụ quả dự lưu. 2. Trụ quả nhất lai. 3. Trụ quả bất hoàn. 4. Trụ quả A-la-hán. Đây gọi là Bồ đặc giả la trụ quả. 12. Sao gọi là Bồ đặc giả la tùy tín hành, như có Bồ đặc giả la tin theo người khác, cầu thỉnh dạy trao dạy dăn, do lực đây nên tu hành chứng quả hành. Bồ đặc giả la đây chẳng phải do như pháp đã được lắng nghe, đã được lãnh thọ, đã được rốt ráo, đã được tư duy, đã được suy lường, đã được quan sát để tự có công năng, tự có thế lực, mà chỉ do tin theo người mà tu hành, nên được gọi là Bồ đặc giả la tùy tín hành. 13. Sao gọi là Bồ đặc giả la tùy pháp hành? Như có Bồ đặc giả la như pháp đã được lắng nghe, được lãnh thọ, được rốt ráo, được tư duy, được suy lường, được quan sát để tự có công năng, tự có thế lực như pháp tu hành. Không theo người khác cầu thỉnh, dạy trao, dạy dăn mà năng tu hành chứng quả. Đây gọi là Bồ đặc giả la tùy pháp hành. 14. Sao gọi là Bồ đặc giả la tín thắng giải? Đây tức là Bồ đặc giả la tùy tín hành. Nhân được người khác dạy trao dạy dằn, nên ở nơi quả sa môn tự mình được tiếp xúc chứng đắc, gọi là Bồ đặc giả la tín thắng giải. 15. Sao gọi là Bồ đặc giả la kiến trí? Đấy tức là Bồ đặc giả la tùy pháp hành. Ở nơi quả sa môn tự mình được tiếp xúc chứng đắc, gọi là Bồ đặc giả la kiến trí. 16. Sao gọi là Bồ đặc giả la thân chứng? Như có Bồ đặc giả la ở nơi 8 giải thoát được thuận lịch, xuất nhập, tự thần tác chứng, nhiều an trụ nhưng chưa thể chứng đắc các lậu vĩnh viễn tận. Đây gọi là Bồ đặc giả la thân chứng. 17. Sao gọi là Bồ đặc giả la nhiều nhất 7 lần trở lại hữu? Như có Bồ đặc giả la đã có thể vĩnh viễn đoạn dứt 3 chủng kiết sử, là thân kiến, giới, cấm thủ và nghi, nên đắc quả dự lưu, thành tựu pháp, không còn bị đoạn lạc, nhất định hướng đến quả Bồ đề, trải qua sanh tử ở cõi trời cõi người nhiều nhất 7 lần, sẽ chứng biên tế khổ. Đây gọi là Bồ đặc giả la nhiều nhất 7 lần trở lại hữu. 18. Sao gọi là Bồ đặc giả la gia gia? Có 2 loại gia gia: 1. Trời gia gia. 2. Người gia gia. Sao gọi là trời gia gia? Là Bồ đặc giả la từ cõi trời này chết sanh đến một cõi trời khác, hoặc qua hoặc lại như vậy, chứng biên tế khổ. Sao gọi là người gia gia? Là Bồ đặc giả la ở chốn nhân gian chết ở nhà này đến đầu thai nhà khác, hoặc qua hoặc lại như vậy, chứng biển tế khổ. Phải biết 2 loại gia gia này đều là Bồ đặc giả la chứng quả dự lưu. 19. Sao gọi là Bồ đặc giả la nhất gian? Đây tức là Bồ đặc giả la chứng quả nhất lai, tu hành hướng đến quả bất hoàn, đã đoạn tận phiền não, phẩm trung phẩm thượng của dục giới, chỉ còn phẩm hạ chưa đoạn, thọ sanh lại một lần hữu ở cõi trời dục giới, ở nơi cõi trời đó đắc bát niết bàn, không còn sanh trở lại thế gian này. Đây gọi là Bồ đặc giả la nhất gian. 20. Sao gọi là Bồ đặc giả la trung bát niết bàn? Bồ đặc giả la trung bát niết bàn có 3 loại. Một loại Bồ đặc giả la trung bát niết bàn hữu thứ nhất, từ đây chết rồi trung hữu nối tiếp sanh, trung hữu sanh rồi liền bát niết bàn, giống như lửa cháy nhỏ lác đác, những tia lửa vừa bắn tóe ra liền tắt. Một loại Bồ đặc giả la trung bát niết bàn hữu thứ hai, từ đây chết rồi trung hữu nối tiếp sanh, trung hữu sanh rồi trải qua thời gian ngắn chưa hướng đến sanh hữu mà bát niết bàn, vì như hòn sắt chưa đập đem bỏ vào lửa cháy đỏ rực rồi rèn đập, những tia lửa bắn tóe ra chưa rớt xuống đất liền tắt. Một loại Bồ đặc giả la trung bát niết bàn hữu thứ ba, từ đây chết rồi trung hữu nối tiếp sanh, trung hữu sanh rồi hướng đến sanh hữu, chờ đắc sành hữu bèn bát niết bàn, ví như hòn sắt kia đưa vào lò nung đỏ xong rồi rèn đập, những tia lửa bắn tóe ra rơi xuống chưa chạm đất liền tắt. Như vậy ba loại Bồ đặc giả la trùng bát niết bàn gộp chung là một, gọi là Bồ đặc giả la nhất trùng bát niết bàn. 21. Sao gọi là Bồ đặc giả la sanh bát niết bàn? Như có Bồ đặc giả la vừa mới sanh liền bát niết bàn nên gọi là Bồ đặc giả la sanh bát niết bàn. 22. Sao gọi là Bồ đặc giả la không hành bát niết bàn? Như có Bồ đặc giả la sanh kia rồi, không khởi xá hạnh, không tác ý dụng công, không cần ra sức mà đạo đã hiện tại tiền, liền bát niết bàn, đây gọi là Bồ đặc giả la không hành bát niết bàn. 23. Sao gọi là Bồ đặc giả la có hành bát niết bàn? Như có Bồ đặc giả la kia sanh rồi, phát khởi xá hạnh, tác ý dụng công nhiều, phải ra sức rất nhiều đạo mới hiện tại tiền, liền bát niết bàn, đây gọi là Bồ đặc giả la có hành bát niết bàn. 24. Sao gọi là Bồ đặc giả la thượng lưu? Như có Bồ đặc giả la bất hoàn, từ đây tiếp tục sanh lên cõi giới tịnh lự, trụ ở đó mà không bát niết bàn, từ cõi kia chết đi, đến sanh lên các cõi trời cao hơn, hoặc cho đến sanh vào cõi trời giác cứu cánh, hoặc đến trời phi tưởng phi tưởng xứ, đây gọi là Bồ đặc giả la thượng lưu. 25. Sao gọi là Bồ đặc giả la thời giải thoát? Như có Bồ đặc giả la trục tánh độn căn, đối với hiện pháp lạc trú thế gian dễ sanh thối thất. Vị kia hoặc suy nghĩ tự tổn hại mình, hoặc nắm lấy sự giải thoát trong tâm, nên gắng sức sách tấn khích lệ, trên tu hành không phóng dật. Vì phòng thối thất lực tăng thượng nên vị kia hoặc chỉ tự mình an trú trong phần phẩm thiện, hoặc trải qua ngày đêm sát na, nháy mắt, nỗ lực thăng tiến cho đến chưa chứng nhưng năng lực rất mạnh mẽ, đây gọi là Bồ đặc giả la thời giải thoát. 26. Sao gọi là Bồ đặc giả la pháp bất động? Bồ đặc giả la đầy trái với Bồ đặc giả la thời giải thoát nên biết gọi là Bồ đặc giả la pháp bất động. 27. Sao gọi là Bồ đặc giả la tuệ giải thoát? Như có Bồ đặc giả la đã năng chứng đắc các lộ vĩnh viễn đoạn tật, đối với 8 giải thoát tự thân chưa thể tác chứng an trụ trọn vẹn, đây gọi là Bồ đặc giả la tuệ giải thoát. 28. Sao gọi là Bồ đặc giả la đủ phần giải thoát? Như có Bồ đặc giả la đã năng chứng đắc các lộ vĩnh viễn tận, đối với 8 giải thoát thần đã tác chứng an trụ trọn vẹn, đối với phần chướng phiền não và phần chướng ngại giải thoát tầm đều giải thoát, như vậy gọi là Bồ đặc giả la đủ phần giải thoát. 2. Kiến lập Bồ đặc giả la do 11 đạo lý sai biệt, theo đó mà kiến lập Bồ đặc giả la. Sao nói do 11 đạo lý sai biệt? A. Vì căn sai biệt. B. Vì chúng sai biệt. C. Vì hành sai biệt. D. Vì nguyện sai biệt. E. Vì đường đi sai biệt. F. Vì đạo quả sai biệt. G. Vì gia hạnh sai biệt. H. Vì định sai biệt. I. Vì sanh sai biệt. G. Vì thối thất, không thối thất sai biệt. K. Vì chướng sai biệt. A. Sao gọi là vì căn sai biệt, theo đó kiến lập Bồ đặc giả la? Vì căn sai biệt nên kiến lập hai chủng Bồ đặc giả la, một độn căn, hai lợi căn. B. Sao gọi là vì chúng sai biệt, theo đó kiến lập Bồ đặc giả la? Vì chúng sai biệt nên kiến lập 7 chủng Bồ đặc giả la: bí xô, bí xô ni, thức xoa, mani, xa di ni, cận sự nam, cận sự nữ. C. Sao gọi là vì hành sai biệt, theo đó kiến lập Bồ đặc giả la? Vì hành sai biệt nên kiến lập 7 chủng Bồ đặc giả la. Nếu Bồ đặc giả la tham tăng thượng còn gọi là người hành tham, nếu Bồ đặc giả la sân tăng thượng còn gọi là người hành sân, nếu Bồ đặc giả la si tăng thượng còn gọi là người hành si, nếu Bồ đặc giả la mạng tăng thượng còn gọi là người hành mạng, nếu Bồ đặc giả la tầm tư tăng thượng còn gọi là người hành tầm tư, nếu Bồ đặc giả la được bình đẳng còn gọi là người hành đẳng phần, nếu Bồ đặc giả la có tánh trần mỏng còn gọi là người hành mỏng trần. Hỏi: hành tướng của Bồ đặc giả la hành tham như thế nào? Đáp: Bồ đặc giả la hành tham đây đối với các cảnh giới thấp kém còn năng sanh khởi tham triển phẩm thượng sâu nặng tột bậc, huống chi đối với các cảnh giới bậc trung bậc thượng, lại tham triển đây trụ trong thân, trải qua thời gian tương tục tiếp nối trói buộc trưởng thời, do vì tham triển nên bị các pháp khả ái chế ngự, không thể điều phục được các pháp khả ái kia. Các căn vui vẻ thích thú thấm nhuần trong ấy, các căn không còn ngượng mà vui vẻ phục tùng, theo tham không chút thố dít, vì tánh không tốt nên dùng thần ác, ngữ ác xúc não người, khó khiến xa lìa, khó làm cho thấy được hiểm họa của tham kia mà chán bỏ. thắng dài hạ liệt, sự nghiệp trói cột bền chặt, sự nghiệp lâu dài, cấm giới bền chặt, cấm giới lâu dài, năng nhẫn năng thọ. Đối với các vật dụng nuôi thân, vì tánh đam mê nhiễm trước nên sanh yêu thích quý trọng sâu, nhiều vui vẻ, nhiều thích thú, không biểu lộ cau mày nhíu mặt, dùng sắc vui tươi mỉm cười trước khi nói. Hết thảy biểu hiện như thế phải biết là hành tướng của người hành tham. Hỏi hành tướng của Bồ Đặc Giả La hành sân như thế nào? Đáp: Bồ Đặc Giả La hành sân đây đối với các cảnh giới oán ghét nhỏ kém còn năng sanh khởi sân truyền phẩm thượng sâu nặng tột bậc, cũng chỉ đối với các cảnh giới oán ghét bậc trung bậc thượng, lại sân truyền đây trụ trong thân, trải qua thời gian tương tục tiếp nối trói buộc trường thời. Do vì sân truyền đây nên bị các pháp oán ghét chế phục, không thể điều phục được các pháp oán ghét kia. Các căn khô héo lạnh lùng, các căn sơ cứng, các căn rít rắm, các căn thô thiển, vì tánh nhiều vui thích dùng thân ác ngữ ác tổn não người, dễ khiến xa lìa, dễ khiến chán ghét họa hoạn, miệng nói lời hung bạo, hình tướng cứng rắn thô thiển, thắng dài không nhiều, sự nghiệp không chắc chắn, sự nghiệp không kiên cố, cấm giới không bền chắc, cấm giới không kiên cố, không nhẫn không thọ, nhiều lo buồn, nhiều khổ não, tánh thích ngạo ngược, ôm lòng không thuận, tánh nhiều sầu buồn, tánh thích dùng lời thô tháo, lòng nhiều nghi ngờ hiểm hận, ý thích độc ác tai họa, nhưng khi bị điều ác trở lại thì quái quát như đòi giỏi giúp, ưa thích chống đối lẫn nhau, ít nói năng, hiểu sân nhiều hận, hay sanh oán hận, thân hình tiểu tụy, mặt mày nhăn nhó chẳng thư thái, cặp mắt thường gian trá nhìn xuống, đối với lợi dưỡng vinh hoa của người khác thường oán ghét ganh tức. Hết thảy biểu hiện như thế phải biết là hành tướng của người hành sân. Hỏi hành tướng của Bồ Đặc Giả La hành si như thế nào? Đáp: Bồ Đặc Giả La hành si đây đối với các cảnh giới ngu muội nhỏ bé còn năng sanh khởi si truyền phẩm thượng sâu nặng tột bậc, huống chi đối với các cảnh giới ngu si bậc trung bậc thượng, lại si truyền đây trụ trong thân, trải qua thời gian tương tự tiếp nối trói buộc trưởng thời. Do vì si truyền đây nên bị các pháp ngu muội chế phục, không thể điều phục được các pháp ngu muội kia. Các căn trở nên ám độ, các căn ngu muội, các căn suy yếu, thân nghiệp chậm chạp, ngữ nghiệp chậm chạp, điều suy nghĩ là điều ác, lời lẽ nói năng là lời ác, tạo tác việc làm là tạo tác ác, lười biếng giải đãi, nói năng biện bạch, ngôn từ vụng về, tranh luận yếu kém, tánh không nhạy bén, phần nhiều quên mất nhớ nghĩ, không trụ trong tránh biết, thường chấp thủ hẹp hòi, không tránh đáng, khó khiến xa lìa, khó khiến nhàm chán, thắng giải hạ liệt, ngu muội, lẩn thẩn, ngọng nghịu, dùng tay làm dấu thay lời, không có sức thấu hiểu nghĩa thiện hay nghĩa ác, bị các duyên ràng buộc, bị người khác dẫn đoạt, bị người khác sai khiến. Hết thảy biểu hiện như vậy phải biết là hành tướng của người hành si. Hỏi hành tướng của Bồ Đặc Giả La hành mạn như thế nào? Đáp: Bồ Đặc Giả La hành mạn đây đối với các cảnh giới khinh mạn nhỏ bé còn năng sanh khởi mạn truyền phẩm thượng sâu nặng tột bậc, huống chi đối với các cảnh giới kinh mạn bậc trung bậc thượng, lại mạn truyền đây trụ trong thân, trải qua thời gian tương tục tiếp nối trói buộc trưởng thời. Do vì mạn truyền đây nên bị các pháp kinh mạn chế phục, không thể điều phục được các pháp kinh mạn kia. Các căn chạm động, các căn cào cử, các căn tán loạn, siêng năng trau chuốt thân thể, lời nói cao ngạo lớn tiếng, chẳng thích khiêm hạ, đối với cha mẹ thân thuộc sư trưởng chẳng thể thởi thói như pháp hầu hạ phụng sự, do lòng ôm nhiều cao ngạo nên không thể đem thân hạ mình lễ kính thưa hỏi, chắp tay thầm hỏi, tu nghiệp hỏa kính, tự cao tự đại, lăng mạ khinh miệt người khác, vui sai lợi dưỡng, mê đắm khi được cung kính, say đắm những lời xưng khen ca tụng của thế gian, hành động khinh suất, vui làm trò bỡn cợt, khó khiến xa lìa, khó khiến nhàm chán, đáng giải rộng lớn từ bi yếu kém, kiến chấp ngã, hữu tình mạng giả, dưỡng giả sanh giả. Bồ Đặc Giả La phần nhiều phẩm thượng, sanh nhiều oán, nhiều hận. Hết thảy biểu hiện như vậy phải biết là hành tướng của người hành mạn. Hỏi hành tướng của Bồ Đặc Giả La hành tầm tư như thế nào? Đáp: Bồ Đặc Giả La hành tầm tư đây đối với các sự việc tầm tư nhỏ bé còn năng sanh khởi tầm tư chuyển phẩm thượng sâu nặng tột bậc, huống chi đối với các sự việc tầm tư bậc trung bậc thượng, lại tầm tư chuyển đây trụ trong thân, trải qua thời gian tương tục tiếp đối trói buộc trưởng thời. Do vì tầm tư chuyển đây nên bị các pháp tầm tư chế phục, không thể điều phục được các pháp tầm tư kia. Các căn không trụ yên, các căn trọng động, các căn tán loạn, thần nghiệp bị lôi kéo, ngữ nghiệp bị lôi kéo, khó khiến xa lìa, khó khiến nhàm chán, vui thích hí luận, lòng nhiều nghi nhiều hoặc, lòng ôm nhiều ham muốn, cấm giới không kiên cố, cấm giới không chắc chắn, sự nghiệp không bền chắc, sự nghiệp không ổn định, thường ôm lòng lo sợ, tư lự, thường quên mất nhớ nghĩ, nhiều vui thích tàn giá, thường thích hạnh xa lìa, đối với trùng trùng việc của thế gian ham muốn cuộn theo, dương năng không biếng nhác, khởi phát viên mãn hết thảy biểu hiện như thế, phải biết là hành tướng của người hành tầm tư. Như vậy do hành sai biệt nên theo đó kiến lập Bồ đặc giả la. 7. Sao gọi là nguyện sai biệt theo đó kiến lập Bồ đặc giả la? Hoặc có Bồ đặc giả la ở nơi thành phần thừa đã phát chánh nguyện, hoặc có Bồ đặc giả la ở nơi độc giác thừa đã phát chánh nguyện, hoặc có Bồ đặc giả la ở nơi đại thừa đã phát chánh nguyện. Nên biết trong đây nếu Bồ đặc giả la ở nơi thành phần thừa đã phát chánh nguyện, vị kia hoặc thừa chủng tánh thành phần, hoặc thừa chủng tánh độc giác, hoặc thừa chủng tánh đại thừa. Nếu Bồ đặc giả la ở nơi độc giác Bồ đề đã phát chánh nguyện thì vị kia hoặc thuộc chủng tánh độc giác, hoặc thuộc chủng tánh thanh văn, hoặc thuộc chủng tánh đại thừa. Nếu Bồ đặc giả la ở nơi đại thừa đã phát chánh nguyện thì vị kia hoặc thuộc chủng tánh đại thừa, hoặc thuộc chủng tánh độc giác, hoặc thuộc chủng tánh thanh văn. Nếu Bồ đặc giả la là chủng tánh thanh văn ở nơi độc giác Bồ đề hoặc ở nơi vô thượng chánh đẳng Bồ đề đã phát chánh nguyện, nhưng vị kia vì lẽ thuộc chủng tánh thanh văn nên về sau quyết định hoàn xả bỏ nguyện kia, nhất định trở lại an trụ nguyện thành phần thừa. Bồ đặc giả la chủng tánh độc giác thừa hoặc Bồ đặc giả la chủng tánh đại thừa phải biết cũng vậy. Trong sở hữu Bồ đặc giả la đây có thể thay đổi nguyện, cũng có thể xả ly nguyện, nhưng quyết định không thể rời chuyển chủng tánh, cũng không thể xả ly chủng tánh. Này trong nghĩa đây, nếu nói đến Bồ đặc giả la chủng tánh thành văn, nguyện thành văn thừa, như vậy gọi là do nguyện sai biệt theo đó kiến lập Bồ đặc giả la. Sao gọi là do đường đi sai biệt theo đó kiến lập Bồ đặc giả la? Như điều đã nêu ra đã khai thị thì Bồ đặc giả la nêu 4 con đường đi mà được xuất ly. Những gì là 4? Hoặc có Bồ đặc giả la có con đường đi là con đường khổ chậm chạp, hoặc Bồ đặc giả la có con đường đi là con đường khổ nhanh chóng, hoặc Bồ đặc giả la có con đường đi là con đường an lạc chậm chạp, hoặc Bồ đặc giả la có con đường đi là con đường an lạc nhanh chóng. Phải biết trong đây nếu Bồ đặc giả la căn tánh ám độn chưa chứng đắc tịnh lự căn bản thì sở hữu con đường đi gọi là con đường khổ chậm chạp. Nếu Bồ đặc giả la căn tánh thông lợi chưa chứng đắc tịnh lự căn bản thì sở hữu con đường đi gọi là con đường khổ nhanh chóng. Nếu Bồ đặc giả la căn tánh ám độn đã chứng đắc tịnh lự căn bản thì sở hữu con đường đi gọi là con đường an lạc chậm chạp. Nếu Bồ đặc giả la căn tánh thông lợi đã chứng đắc tịnh lự căn bản thì sở hữu con đường đi gọi là con đường an lạc nhanh chóng. Như vậy gọi là do con đường đi sai biệt theo đó kiến lập Bồ đặc giả la. Sao gọi là do đạo quả sai biệt theo đó kiến lập Bồ đặc giả la? Là Bồ đặc giả la hành 4 hướng và trụ 4 quả. Hành 4 hướng: 1. Bồ đặc giả la hướng quả dự lưu. 2. Bồ đặc giả la hướng quả nhất lai. 3. Bồ đặc giả la hướng quả bất hoàn. 4. Bồ đặc giả la hướng quả a la hán. Trụ 4 quả: 1. Bồ đặc giả la trụ quả dự lưu. 2. Trụ quả nhất lai. 3. Trụ quả bất hoàn. 4. Trụ quả a la hán. Nếu kê hành chuyển theo các hướng đến đạo nói trên gọi là người hành tướng. Do hướng đến đạo nên 4 chủng Bồ đặc giả la được kiến lập. Nếu đắc quả Sa môn thì vị kia được gọi là người trụ quả. Do đạo quả sai biệt nên 4 chủng Bồ đặc giả la được kiến lập. Như vậy gọi là do đạo quả sai biệt theo đó kiến lập Bồ đặc giả la. Sao gọi là do gia hạnh sai biệt theo đó kiến lập Bồ đặc giả la? Đây tức là Bồ đặc giả la tùy tín hành và Bồ đặc giả la tùy pháp hành. Nếu Bồ đặc giả la theo lòng tin mà siêng tu chánh hạnh là Bồ đặc giả la tùy tín hành. Nếu Bồ đặc giả la đối với các pháp không đợi duyên người khác, tự mình thuận theo tùy nại gia mà sinh tu chánh hạnh, đó là Bồ đặc giả la tùy pháp hành. Như vậy gọi là do gia hạnh sai biệt theo đó kiến lập Bồ đặc giả la. Sao gọi là do định sai biệt theo đó kiến lập Bồ đặc giả la? Đây tức là Bồ đặc giả la thần chứng ở đây 8 giải thoát, vị kia tự thần đã tác chứng đầy đủ an trụ nhưng chưa đạt được các lộ vĩnh viễn đoạn tật. Phải biết Bồ đặc giả la như vậy: ở nơi hữu sắc quán các sắc giải thoát, ở nơi nội vô sắc tưởng quán ngoại các sắc giải thoát, ở nơi tịnh giải thoát, thần tác chứng trụ đầy đủ giải thoát. tất cả đều đầy đủ an trụ. Ở nơi không vô biên xứ giải thoát, ở nơi thức vô biên xứ giải thoát, ở nơi vô sở hữu xứ giải thoát, ở nơi phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát, ở nơi diệt thọ tưởng giải thoát. Đối với các cảnh giới trên đã có thể thuận nghịch xuất nhập tự tại, như vậy gọi là do định sai biệt, theo đó kiến lập Bồ đặc giả la. Y sao gọi là sanh, do sanh sai biệt, theo đó kiến lập Bồ đặc giả la. Là Bồ đặc giả la nhiều nhất 7 lần trở lại hữu. Bồ đặc giả la ra ra, Bồ đặc giả la nhất gian, Bồ đặc giả la chung bát niết bàn, Bồ đặc giả la sanh bát niết bàn, Bồ đặc giả la không hành bát niết bàn, Bồ đặc giả la có hành bát niết bàn, cùng với Bồ đặc giả la thượng lưu. Như vậy gọi là do sanh sai biệt, theo đó kiến lập Bồ đặc giả la. Gì sao gọi là do thối thất, không thối thất sai biệt, theo đó kiến lập Bồ đặc giả la. Do thối thất nên kiến lập A-la-hán, thời giải thoát về kia tuy ở trong hiện pháp lạc trú nhưng có tiềm ẩn sự thối thất, do không thối thất nên kiến lập A-la-hán pháp bất động, vị kia ở trong hiện pháp lạc trú quyết định không còn thối thất. Như vậy do thối thất, không thối thất sai biệt, theo đó kiến lập Bồ đặc giả la. K sao gọi là do chướng sai biệt, theo đó kiến lập Bồ đặc giả la. Là A-la-hán tuệ giải thoát và đủ phần giải thoát. A-la-hán tuệ giải thoát là đã giải thoát khỏi phiền não chướng, như chưa giải thoát khỏi định hướng. A-la-hán đủ phần giải thoát là đã giải thoát khỏi phiền não chướng, cũng đã giải thoát khỏi định chướng, cho nên nói là đủ phần giải thoát. Như vậy gọi là do tướng, do chướng sai biệt, theo đó kiến lập Bồ đặc giả la. Do các đạo lý sai biệt đã được nêu ra, đã được khai thị này, thứ lớp như thế nên rõ biết sự kiến lập của Bồ đặc giả la. 3. Sở duyên. Có 4 loại sự cảnh sở duyên. Những gì là 4? A. Sự cảnh sở duyên biến mãn. B. Sự cảnh sở duyên tịnh hạnh. C. Sự cảnh sở duyên thiện xảo. D. Sự cảnh sở duyên tịnh hoặc. A. Sao gọi là sự cảnh sở duyên biến mãn? Lại có 4 loại. 1. Ảnh tượng có phân biệt. 2. Ảnh tượng không phân biệt. 3. Cánh bên tế của sự. 4. Việc làm thành xong. Sao gọi là ảnh tượng có phân biệt? Như có người, hoặc vì lắng nghe chánh pháp, hoặc vì lấy, dạy, trao, dạy dăn, làm ý chỉ, hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc phân biệt. Đối với ảnh tượng đồng phận sự của việc sở tri, đối với ảnh tượng đồng phận sự việc sở tri do hành tế bát giá na, tam ma hí đà địa. Quan sát chọn lựa, khéo chọn lựa, tầm tư khắp cả, quan sát, xem xét khắp cả. Nói như sự việc sở trì tức là hoặc bất tịnh, hoặc tử mẫn, hoặc duyên khỏi của tánh duyên, hoặc giới sai biệt, hoặc Ana-bàn-na niệm, hoặc uẩn thiện xảo, hoặc giới thiện xảo, hoặc xứ thiện xảo, hoặc duyên khỏi thiện xảo, hoặc xứ phi xứ thiện xảo, hoặc tánh thô của địa dưới, hoặc tánh tĩnh của địa trên, hoặc khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Đây gọi là sự việc sở tri. Sự việc sở tri đây, hoặc do nương những lời dạy trao dạy dăn, hoặc do lắng nghe chánh pháp làm ý chỉ, khiến tác ý tam ma hí địa hiện tiền, tức là ở nơi pháp kia sanh khởi thắng giải, cũng tức là ở nơi sự việc sở tri kia mà khởi thắng giải. Người kia lúc bấy giờ ở nơi sự việc sở tri như điều lãnh thọ hiện tiền mà chuyển thắng giải. Vì sự việc sở tri kia không phải là cái hiện lãnh hòa hợp hiện tiền, cũng không phải là cái ngoại chủng loại vật kia, nhưng do thắng giải lãnh thọ tam ma hí địa, tam ma hí đa địa, tương tự tác ý lãnh thọ, sự việc sở tri kia tương tự hiển hiện. Do vì đạo lý đây nên gọi là ảnh tượng đồng phận sự việc sở tri. Người tu quán hành tìm cầu nghiên cứu ảnh tượng ở trong bản tánh sự việc sở tri đây, quán rất sâu xa công đức và quá thất. Đây gọi là ảnh tượng có phân biệt. Sao gọi là ảnh tượng không phân biệt? Người kia tu quán hành sau khi đã lãnh thọ tướng ảnh tượng như vậy, không trở lại quan sát chọn lựa, khéo chọn lựa, khéo hút tầm tư khắp cả, quan sát xem xét khắp cả. Nhưng tức ở nơi ảnh tượng sở duyên đây, dụng hành Samatha khiến trong lòng tịch tĩnh, tức là dùng chính chủng hành tướng khiến tâm an trụ. Đó là khiến tâm nội trụ, đẳng trụ, an trụ, cận trụ, điều phục, tịch tĩnh, tối cực tịch tĩnh, chuyên chú, thú hướng đẳng trì, chuyển nhất thủ hướng đẳng trì, vị kia lúc bấy giờ kết thành sở duyên ảnh tượng không phân biệt, tức là ở nơi sở duyên ảnh tượng như vậy, nhất hướng nhất thú, an trụ nơi niệm. Lại không lại phải quán sát chọn lựa, khéo chọn lựa, tầm từ khắp cả, quán sát, xem xét khắp cả. Đây gọi là ảnh tượng không phân biệt. Tức ảnh tượng đây cũng gọi là ảnh tượng, cũng gọi là tướng tam ma địa, cũng gọi là cảnh giới sở hành của tam ma địa, cũng gọi là miệng tam ma địa, cũng gọi là cửa tam ma địa, cũng gọi là xứ sở tác ý, cũng gọi là thể phân biệt bên trong, cũng gọi là quang ảnh. Hết thảy loại như vậy nên biết là tên gọi sai khác của ảnh tượng đồng phận với sự việc sở trì. Sao gọi là tánh biên tế của sự, hoặc sở duyên tận tánh sở hữu, hoặc sở duyên như tánh sở hữu. Sao gọi là tận tánh sở hữu? Đó là tất cả sự hữu vì đều nhất thuộc năm pháp. Ngoài sắc bẩn chọn không còn sắc khác, ngoài thọ tưởng hành thức bẩn chọn không còn thọ tưởng hành thức bẩn khác. Tất cả các pháp nhiếp thuộc pháp giới, thuộc giới xứ, tất cả sự việc sở trì nhiếp thuộc bốn thánh đế. Như vậy gọi là tận tánh sở hữu. Sao gọi là như tánh sở hữu? Nếu sở duyên đó là tánh chân thật, là tánh chân như, do bốn đạo lý bao gồm đầy đủ các đạo lý, đó là quán đãi đạo lý, tác dụng đạo lý, chứng thành đạo lý, pháp nhĩ đạo lý. Như vậy, nếu tận tánh sở tu như tánh sở hữu của cảnh sở duyên đều gộp chung làm một, gọi là tánh biên tế của sự. Sao gọi là việc làm thành xong, người tu quán hành dụng pháp Samatha, Tỷ bát giá na, làm nhân duyên, hoặc tu hoặc tập hoặc nhiều tụ tập, cho nên sở hữu tác ý đối với các duyên ảnh tượng đều được viên mãn. Vì viên mãn đây nên chứng được chuyển y, tất cả thô trọng thành đều dứt diệt. Do chứng được chuyển y nên siêu vượt ảnh tượng, tức là ở nơi sự việc sở trì đây được vô phân biệt, trí kiến hiện lượng phát sanh, vị kia nhập sơ tịnh lự. Khi đã chứng đắc sơ tịnh lự rồi, ở trong cảnh giới sở hành của sơ tịnh lự, vị kia nhập đệ nhị đệ tam đệ tứ tịnh lự. Khi đã chứng đắc đệ nhị đệ tam đệ tứ tịnh lự rồi, ở trong cảnh giới sở hành của đệ nhị đệ tam đệ tứ tịnh lự, vị kia nhập không vô biên xứ, nhập thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu xứ, nhập phi phi tưởng xứ. Khi chứng đắc định kia, tức là ở nơi máy bay sở hành của định kia. Như vậy gọi là việc làm thành xong. Bốn loại sự cảnh sở duyên như vậy biến hành tất cả, tuệ nhập vào trong tất cả cảnh sở duyên. Đây là điều mà chư Phật tránh đẳng giác đời quá khứ vị lai hiện tại cùng tuyên thuyết, cho nên gọi là sở duyên biến mãn. Lại sở duyên đây biến khắc phẩm Tỷ bát giá na, biến khắc phẩm Samatha, biến khắc tất cả sự việc, biến khắc sự việc chân thật, biến khắp sự việc nhân quả nối nhau, cho nên gọi là biến mãn, hoặc nói ảnh tượng có phân biệt, tức trong đây là phẩm Tỷ bát giá na, hoặc nói ảnh tượng không phân biệt, tức trong đây là phẩm Samatha, hoặc nói tánh biên tế của sự, tức trong đây là tất cả các sự việc chân thật, hoặc nói việc làm thành xong, tức trong đây là sự việc nhân quả đối nhau, như chư Phật Thế Tôn từng vị trưởng lão Hiệt lệ Phạt Đa nói nghĩa như thế. Từng nghe trưởng lão Hiệt lệ Phạt Đa hỏi Thế Tôn rằng: Bạch Đại Đức, có các bí xô siêng tu quán hành là thầy Du-già tâm năng an trụ ở nơi sở duyên. Làm sao tâm an trụ ở nơi sở duyên? Sao gọi là tâm an trụ ở nơi duyên? Ngang đâu gọi là tâm khéo an trụ? Phật bảo trưởng lão Hiệt lệ Phạt Đa: Lành thay, ông này khéo hay chưa? Khéo hay thưa hỏi nghĩa như vậy. Ông này lắng nghe cho kỹ, cứ khéo suy nghĩ, ta sẽ vì ông tuyên thuyết khai thị. Này Hiệt lệ Phạt Đa, có các bí xô siêng tu quán hành là thầy Du-già tập năng an trụ ở nơi sở duyên, hoặc vui tịnh hạnh, hoặc vui thiện xảo, hoặc vui khiến tâm giải thoát các lậu, tâm an trụ ở nơi duyên tương xứng, hoặc tâm an trụ ở nơi duyên tương tự, hoặc tâm an trụ ở nơi duyên không bóng người. Năng ở nơi các duyên như thế mà không xả tịnh lự, như thế nào được gọi là bí xô riêng tu quán hành là thầy Du-già tâm an trụ ở nơi duyên tương xứng? thầy bí xô kia nếu chỉ có hành tham thì tâm phải an trụ ở nơi duyên bất tịnh, như vậy gọi là tâm an trụ ở nơi duyên tương xứng. Nếu chỉ có hành sân thì tâm phải an trụ ở nơi duyên tưởng mẫn. Nếu chỉ có hành si thì tâm phải an trụ ở nơi duyên khởi của tánh duyên. Nếu chỉ có hành mạng thì tâm phải an trụ ở nơi giới giải biệt. Nếu chỉ có hành tầm tư thì tâm phải an trụ ở nơi Ana-bàn-na niệm. Như vậy gọi là tâm an trụ ở nơi duyên tương xứng. Hiệt lệ Phạt Đa lại bí xô kia nếu ngu mê đối với tự tướng các hành, ngu mê tự tướng ngã hữu tình mã giả danh giả, thì tâm nên an trụ ở nơi uẩn thiện xảo. Nếu ngu mê ở nơi nhân thì tâm nên an trụ ở nơi giới thiện xảo. Nếu ngu mê ở nơi duyên thì tâm nên an trụ ở nơi xứ thiện xảo. Nếu ngu mê ở nơi vô thường, khổ, không, vô ngã thì tâm nên an trụ ở nơi duyên khỏi xứ, phi xứ thiện xảo. Nếu vui muốn lìa dục của dục giới thì tâm nên an trụ ở nơi tánh thô của các dục, tánh tịnh của các sắc. Nếu vui muốn lìa dục của sắc giới thì tâm nên an trụ ở nơi tánh thô của các sắc, tánh tịnh của vô sắc. Nếu vui muốn thông đạt và vui thích giải thoát ở khắp tất cả xứ, ở nơi sự tự thân thì tâm nên an trụ ở nơi khổ đế, tập đế, diệt đế, tạo đế. Đây gọi là bí xô, sinh tu quán hành và thầy Du-già, nơi tâm an trụ chỗ duyên tương xứng. Hiệt lệ Phạt Đa như thế nào được gọi là bí xô, sinh tu quán hành là thầy Du-già, tâm an trụ ở nơi duyên tương tự. Bí xô ở nơi sự việc sở tri kia, ở nơi sự việc đã nghe, đã thấy, đã hiểu, đã biết, vì muốn chọn lựa, khéo chọn lựa tâm tư khắp cả, muốn quan sát xem khắp cả, do sức tăng thượng của thấy, nghe, hiểu, biết dùng tam ma hí đà điện sánh khởi thắng giải tác ý tư duy phân biệt. Vị kia tùy ở nơi căn bản của sự việc sở tri chẳng thể hòa hợp hiện tiền mà quan sát, nhưng cùng với sự việc tương tự căn bản mà phát khởi quan sát. Ở nơi sở duyên kia tương tự với kia, chỉ có là trí, chỉ có là kiến, chỉ có là tránh nhớ nghĩ. Lại có bí xô ở thời gian này khiến tâm tịch tĩnh, có thời gian kia nương tăng thượng tuệ pháp tỷ bát giá na mà sinh tu quán hành. Đây gọi là bí xô sinh tu quán hành của thầy Du-già, tâm an trụ ở nơi duyên tương tự. Hiệt lệ Phạt Đa sau được gọi là bí xô sinh tu quán hành là thầy Du-già, tâm an trụ nơi duyên không điên đảo. Nếu bí xô sinh tu quán hành là thầy Du-già, tâm an trụ nơi cảnh sở duyên, tức là tùy nơi cảnh sở tri theo đó mà hiểu rõ như thật, không điên đảo, năng rõ biết khắp cả. Đây là bí xô sinh tu quán hành là thầy Du-già, tâm an trụ nơi duyên không điên đảo. Hiệt lệ Phạt Đa sao được gọi là bí xô riêng tu quán hành của thầy Du-già, năng ở trong đây không xả bỏ tịnh lự. Nếu bí xô sinh tu quán hành là thầy Du-già khi tránh tu hành ở nơi quán như vậy, ở nơi duyên như vậy. Nếu bí xô riêng quán hành là thầy Du-già khi tránh tu hành ở nơi duyên như vậy, gia hạnh không gián đoạn, gia hạnh ẩn trọng, tùy từng giai đoạn mà tu tập tướng chỉ, tướng cử, tướng giả, do tu, do tập, do nhiều tu tập làm nhân duyên nên tất cả thô trọng thảy đều diệt mất. Theo đó đắc giúp chứng sở y thành tịnh ở nơi sự sở tri, do vì hiện kiến nên theo đó đắc giúp chứng sở duyên thành tịnh, do vì lìa tham nên theo đó đắc giúp chứng tâm thành tịnh khắp cả, do vì lìa vô minh nên theo đó đắc giúp chứng trí biến trì thành tịnh. Đây gọi là bí xô siêu tu quán hành là thầy Du-già, năng ở trong ấy không giảm bỏ tịnh lự. Hiệt lệ Phạt Đa vì bí xô đây tâm an trụ ở nơi cảnh sở duyên, như vậy tâm cũng an trụ ở nơi duyên. Như vậy ở nơi duyên an trụ tâm rồi gọi là khéo an trụ. Trong đây Thế Tôn lại nói kệ rằng: hành giả hành các tướng, biết hết thảy thật nghĩa, thường ở ảnh tĩnh lự, chứng đắc thành tịnh khắc, Trong đây nói rằng hành giả hành các tướng. Tương Đầy Tuyển nói: người tu quán hành, tu hành không gián đoạn. Người tu ân trọng ở nơi tướng chỉ, tướng cử, tướng giả. Hoặc lại nói rằng biết hết thảy thật nghĩa. Tương Đầy Tuyển nói tánh biên tế của sự. Hoặc lại nói rằng thường ở ảnh tĩnh lự. Tương Đầy Tuyển nói ảnh tượng có phân biệt, ảnh tượng không phân biệt. Hoặc lại nói rằng chứng đắc thành tịnh khắp. Tương Đầy Tuyển nói việc làm thành xong. Trong đây Thế Tôn lại nói kệ rằng: nơi tướng tầm biết khắp, năng thọ vị xa lìa, tịnh lự thường thuận niệm, thọ hỷ lạc lìa nhiễm. Trong đây nói nơi tướng tầm biết khắp, nếu lấy tên tướng tâm. Trước đây Tuyển nói ảnh tượng có phân biệt, ảnh tượng không phân biệt. Nếu lấy tên biết khắp, trước đây Tuyển nói tánh biên tế của sự. Hoặc lại nói năng thọ vị xa lìa. Trước đây Tuyển nói ở nơi cảnh sở duyên, người tránh tu hành, vui đoạn vui tu. Hoặc lại nói tĩnh lự thường thuận niệm. Trước đây Tuyển nói ở nơi Samatha, Tỷ bát giá na, thường xuyên siêng năng tu tập, tình cần điều luyện tu tập. Hoặc lại nói thọ hỷ lạc lìa nhiễm. Trước đây Tuyển nói việc làm thành xong phải biết sở duyên biến mãn như vậy, thuận theo ngôn giáo, thành tịnh, khế hợp chánh lý, như vậy gọi là sở duyên biến mãn.